Xin chào anh em. Hôm nay mình định giới thiệu cho anh em là cái những khu đồ ăn vặt ở xung quanh ga. Mình định quay cái món mà takoyaki á. Đây, cái món này nằm ở trong này này. Nhưng mà bây giờ trời nóng quá nên bây giờ mình phải kiếm nước uống nè. Kiếm nước uống nè, nóng quá. Thì anh em cũng sẽ thấy là xung quanh đây đúng không? Nè, mình sẽ chỉ cho. Đầu dãy cái ga thì đầu này tiệm bánh mì đây. Tiệm bánh mì đây. Đó. Lotion thì đây này. Còn xung quanh ga thì cũng là đầy áp đồ ăn nữa. Đó. Bây giờ mình vô hôm nay mình kiếm gì uống miếng nước ra, nóng quá. Vâng anh em, sau khi mà mình định thì tới chỗ cái đầu ga mình ăn vặt, nhưng mà thôi bây giờ chắc mình tranh thủ mình đi siêu thị cái đã, rồi tí nữa mình ăn vặt chỗ siêu thị luôn. Vì chúng mày mình nghĩ á là nếu mà mình ăn vặt ở ga xong cái mình quay lại thì cái siêu thị thì nó hơi muộn, nên đành ra mình tranh thủ mình đi siêu thị. Siêu thị xong thì mình ghé qua ở ngoài chỗ siêu thị nè. Ngoài chỗ siêu thị này cũng có chỗ ăn vặt mà. Rồi tí nữa mình sẽ ăn ở ngoài đó luôn nha. Giới thiệu cho anh em quán bánh mì nè, ngon lắm. Thôi bây giờ mình đi chợ rồi nha. Vâng, điều đặc biệt mà ở bên này nghe nè. Anh em đây biết là gì, rau gì không? Đây là rau muống. Đây rau muống, để mình đếm cho mấy cộng nha. 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng, 4 cộng, 5 cộng, 6 cộng, 7 cộng, 8 cộng, 9 cộng, 10 cộng, 10 cộng. 10 cộng, anh em biết ở đây là giá bao nhiêu không? Mình chưa quay giá nha. Mình đếm đến 5 nha. 5, 4, 3, 2, 1. 10 cộng. Hơn 20 ngàn nha anh em, là tầm 22 ngàn á. 108 yên mà. Hồi ở Việt Nam mà trời ơi, mình không thèm ăn rau muống luôn, qua đây mình thấy rau muống ngợp luôn, có 10 cộng mà hơn 20 ngàn. Vui ha. Rau bên này nó cũng khá đắt á anh em ạ. Chợ tại vì chỗ cái ký túc xá của anh em mình nó không có đất nên thành ra mình khó trồng lắm. Trồng nếu mà trồng thì cũng có tí được lên tí thôi. Thôi bây giờ mình đi đã, là tí nữa mình sẽ quay cho anh em tới chỗ mà tiệm bánh mì. Tiệm bánh mì gần chỗ này nó cũng ngon lắm nha. Thôi mua chuối đã, mua chuối để bổ sung chuối chứ. Vâng anh em sẽ thấy là mình đi chợ là cái này thì đi chợ trong một tuần nghe này, mình đó chưa nét ta đó, trong vòng một tuần của mình đó là một man lên 7-8, tương đương có khoảng là 2 triệu Việt Nam đồng. Cái này là từng mài là dành cho hai người nghe này, mình ăn trong vòng một tuần đó. Đó. Thôi bây giờ mình gọn đồ đã rồi mình ra ngoài mình ăn vặt tí nha. Always come when I need you. You know I'll be there for you. Where are you now? Where are you now? Always try my best for you. You just know it is true. Where are we now? Bây giờ anh em thấy là bây giờ là cái đồ mà giống như là mình đi chợ thì mình để đây. Bây giờ mình vô trong cái tiệm bánh này. Tiệm bánh này mình mua ít bánh trái mình ăn nè.
Đây. Ở đây có nhiều loại bánh lắm, anh em sẽ thấy này, giống như kiểu buffet á. À, muốn lấy thì lấy. Ở đây còn hầu như ở đây này, ở đây có bánh mì này, bánh mì Nhật Bản anh em này. Thịt này là thịt sống anh em. Anh em thịt phun khói này. Đây. Cái giải này anh em, bánh mì dưa hấu này. Thấy không? Ở đây nó chia ra làm nhiều loại lắm, no 1, no 2, no 3. Đây, à đúng rồi đây, mình vừa nói xong no 2 này là cái loại mà bánh mà được nhiều người ưa thích nghe này. Đó. Cái này vui lắm là cái loại set tổ này á, là mua 3 cái này, mua 3 cái là được 300 yên. Chỉ có 300 yên thôi, nên là tương đương là một cái là một cái là 100 yên, tầm là 20 ngàn đó này. Ừ, thơm à. Nhìn đẹp mắt ha. Ồ. Bánh này là bánh đủ loại đậu luôn này. Bánh này với có giá là 200 yên. Mà để mình đi kiếm xem thử loại nào đó. À, có loại lắm, no 1 này. No 1 thì mình quốc no 1 thôi. Đấy, một cái đó. No 1, một cái. Ở đây hình như là các loại bánh mặn thì phải. Kiểu xúc xích rồi này. Các kiểu. Ừ, cái loại này có trông có vẻ ngon nha. Chắc mình mần cái quá. Cái loại bánh no bố này hình như mình thấy nó dính khó chịu, chắc tí nữa sợ cầm tay không được á. Chắc mình phải cho nó khứ hồi lại cái loại bánh no bố này mới được. Ây. Ây. Đó. Rồi. Mình hai cái nữa. À, xin mời xem. À, vô xin đi. Ồ, con bé xinh dữ vậy. Ê mà sao nó mà mà. Ê. Hai. Tớ không nhỉ. Ê, à, ý đó này nè. Hai. Hai. Tớ không nhỉ. Ê, sư quá. Tổ nó đi. À, hai. ありがとうございます。お前さん。はい。Bây giờ các bạn con bé nó hỏi là có hâm lại không, bây giờ mình kêu hâm lại. À, hay. À, hay. 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 はい。はい。ほとんどは手で手で食べる。おー、はい、ありがとうございます。かわいいね。mình vừa mới khai con bé là dễ thương á. Thôi bây giờ mình tới địa điểm ăn đã nha. Vâng, anh em sẽ thấy là chúng mãi con bé nó cho mình nó kêu là ăn tại chỗ thì nó sẽ làm cho mình cái giỏ như thế này, với lại họ lót cho cái miếng như thế này này à, để cho chống đỡ bị nhớp á. Thêm với lại ta kêu là có cần, vì mình ăn bánh mì mình chúng mãi mình hỏi là có ăn bánh mì là bằng tay à, à nó bảo kêu là cần tay nên nó phải cho thêm cái khăn này này à, cái khăn ướt nghe nè, vì mình kêu là mình bây giờ mình muốn ăn tại chỗ mà, vì cứ mỗi chỗ mà chỗ trong siêu thị này là đều có một cái bàn chỗ ăn này này, này. Thấy không? Thôi bây giờ mình ăn lại nha.
Vâng, mời anh. Mời anh em ăn bánh mì nhá. Chắc là đầu tiên mình sẽ thử cái bánh mì ngọt như thế này. Cái bánh này này, bánh mì này là được xếp hạng hạng số 1 nha anh em. Thơm á. Bên trong có mật có cái gì là bên trong hình như có mùi táo. Bên ngoài hình như phủ tí đường với lại quét bơ. Thơm lắm anh em ạ. Rất thơm. Anh em sẽ thấy là bên trong nó làm cái quét cái mật táo á, rất là thơm luôn. Đúng là ăn bằng tay nên là ra nó dính tay kia. Rồi để đây đã. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình ăn thử cái loại bánh mì này nhé. Cái loại này thì bánh mì ngọt. Hay chà. Anh em này. Cái thanh đẹp không? Ngon không? Cái bên trong thì cái này chỉ là tempura với lại rau thôi. Đó. Thôi bây giờ mình ăn đấy nha. Rất là thơm luôn anh em ạ. Cô gái xinh bán hàng không khác. Xinh nên hàng kia bán bánh mì ngon hết. Vâng, mình mới ăn xong rồi. Bây giờ mình phải để lại. Xin mời xem, Korea. Bây giờ mình phải để đây. Mình phải tự dọn rác này nè. Đấy, mình phải tự dọn rác. Đây, rồi. Còn cái này thì mình để như vậy. Đây. Anh em thấy gái xinh không? Thôi, bây giờ mình đi về đó. Thôi, cảm ơn em đã xem video mình á. Là ăn bánh mì. Rất là ngon luôn. Gái mà vừa xinh mà lại vừa bánh mì làm bạn vừa ngọt nữa. Con bé nên đúng là giới thiệu đúng là nhiệt tình luôn. Con bé đầu tiên á. Đó. Giới thiệu đúng nhiệt tình luôn anh em ạ. Bye bye. Mình tức mẹ mình khen con bé là dễ thương quá. Con bé cười tít mắt luôn. Thôi bây giờ chắc đến đây chắc mình sẽ trở về. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Bye bye. Like, subscribe nhé. I'm too old for this. Been around this broken down for way too long. Left my home for this. Starry eyed, it's no surprise.